Hình ảnh người con đứng khóc từ xa để tiễn mẹ khiến ai nấy đều nhói lòng. Mạng xã hội mới đây đã chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông chỉ dám đứng từ xa, dõi theo đoàn đưa tang, kèm theo đó là dòng trạng thái khiến ai cũng nghẹn ngào. Mẹ ơi, con xin lỗi, không thể tiễn mẹ lần cuối. Và câu chuyện đằng sau khiến bất cứ ai đều cảm thấy xót xa. Theo lời kể từ chủ nhân bài đăng, bà nội cô mất, còn bố cô thì bị ung thư giai đoạn cuối. Vào ngày đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình, họ hàng đã ngăn cản không cho bố đến nơi chôn cất bà vì sợ bệnh sẽ càng nặng hơn. Dẫu vậy, lúc hạ huyệt bà nội, bố cô vẫn cố đi xe máy chạy chậm chậm theo đoàn đưa tang, rồi dừng lại ở một góc từ xa để dõi theo. Bóng dáng người đàn ông đứng xa xa bất lực vì không thể tiễn mẹ lần cuối không chỉ khiến cho người trong gia đình xót xa mà còn khiến cho bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy nhói lòng. Phía bên này, mọi người đang tất bật sửa soạn những công đoạn cuối cùng để hạ huyệt, tiễn đưa người bà về nơi chín suối. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng hình ảnh người đàn ông nhỏ bé chỉ biết đứng nhìn đám tang mẹ mình trong bất lực khiến cho cư dân mạng nghẹn ngào. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ cảm xúc đồng cảm cùng người đàn ông kia bởi họ cũng đã từng trải qua cảm giác này. Nghe tin bố mẹ mất nhưng không có cơ hội tiễn đưa lần cuối. Bà ngoại tôi mất, bố tôi vừa đi mổ về nên không về được. Sau một tháng thì bố phát hiện bị ung thư. Vừa 100 ngày bà ngoại thì bà nội mất. Cả nhà giấu bố, không cho bố biết. Đến hôm 49 ngày bà nội, cô tôi mới nói cho bố. Bố khóc suốt thôi, bố bảo cả hai mẹ mất mà bố không đội tang được. Bố suy sụp sau đó 5 ngày bố tôi mất. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, xót xa và xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện trên cũng là một lời nhắc nhở đối với bất cứ ai rằng hãy trân trọng những phút giây bên mẹ và chăm sóc mẹ khi còn có thể.